Dạ, chào anh chị em đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Bữa nay cây kiểu Hồng Hằng mình về một clip quay trang nè, người Thế với Mai Kiến Thủy để giao lưu lưu cùng anh chị em trên toàn quốc. Ngày mới chúc cho anh chị em nhiều sức khỏe. Số điện thoại của mình là 0939 906 là 192, cũng là số Zalo nha anh chị em. Theo yêu cầu của anh chị em đó, bữa nay mình lên clip quay trang với lô khế để cho anh chị em tham khảo. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long anh chị em. Bây giờ mình vô mã số 1 cho anh chị em tham khảo ha. Cái này thì mình lên clip, cái này là mình quay clip quay trang với lô khế này nha anh chị em. Mà qua giãn cách thì mình mới gửi, mới xếp đi cho anh chị em được nha. Giờ mình vô mã số 1 cho anh chị em tham khảo ha. Mã số 1 là phôi trang đỏ lùng lực nha anh chị em. Chiều cao là 20 anh chị em ơi. Mình đo hoành thân anh chị em. Hoành thân là cho 18 anh chị em. Giờ mã số 1, cái này mình giao lưu với anh chị em mà 550.000, mình bao xếp toàn quốc anh chị em. Và mã số 2 là khoai trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cái này là mới có 3 tuần anh chị em. Mình đem về mình chưa có lên clip nè, bây giờ mình nó nổi cây nó sống khỏe, nó đâm chồi rồi anh chị em ơi. Chiều cao là 20. Cái này mình đo bình cũ đi anh chị em. Bình cũ này mình tính cho 20 nha anh chị em. Thân cũng lắc cũng ngộ anh chị em. Và mã số 2 mình giao lưu với anh chị em là 600.000, mình bao xếp toàn quốc anh chị em. Mã số 3 là trang đỏ lá nhỏ anh chị em. Con này cũng lùng lực anh chị em ơi. Mình bao cây sống khỏe anh chị em. Nếu mà qua giãn cách rồi anh chị em mà đặt cây nào thì mình ghi cho anh chị em cây nấy, rồi qua giãn cách thì mình gửi. Chiều cao là 19 anh chị em. Hoành thân này mình tính cho 17 đi anh chị em. Cây đâm chồi sống khỏe anh chị em ơi. Mã số 3 mình giao lưu với anh chị em là 650.000, mình bao xếp toàn quốc, bao sống cho anh chị em 2 tháng luôn. Vàng lá nhỏ anh chị em. Cây này một cốt cũng lùng lực luôn anh chị em. Để mình đo chiều cao. Chiều cao là 19 anh chị em ơi. Mình đo tại vị trí này là mình tính cho 21 anh chị em. Mã số 4 mình giao lưu với anh chị em là 650.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 5 là trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây sống khỏe nè anh chị em. 3 tuần mình không lên clip bữa, cây nó đâm chồi nè anh chị em. Hoa trang nó dễ trồng mà dễ sống lắm anh chị em ơi. Chiều cao là 20. Dạ, quanh cũ này là mình tính cho 22 đi anh chị em. Mã số 5 mình giao lưu với anh chị em là 500.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 6 là trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây này nó có bộ cục cây cũ cũng lớn nha anh chị em. Cây già cây anh chị em ơi. Chiều cao là 15. Hoành thân này mình tính 19 nha anh chị em. Cũ nở. Và mã số 6 mình giao lưu với anh chị em là 600.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 7 là trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Đây là một gốc mà nó chi cạnh nó cũng đều nè anh chị em.
cây nào nó cũng đâm chồi sống khỏe hết trơn anh chị em ơi. Đây mình đo chiều cao, chiều cao là 18 anh chị em ơi. Này có đo, này mình đo hoành thân là 14 anh chị em, cũng nở. Mã số 7 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn, mình bao xếp toàn quốc. Mã số 8 là trang vàng lá nhỏ anh chị em. Sao cây này nó già lắm anh chị em ơi. Cái cây nào nó cũng có củ nở hết trơn. Đo chiều cao, chiều cao là 19 anh chị em ơi. Hoành thân là 17 anh chị em. Mã số 8 mình giao lưu với anh chị em là 500 ngàn, mình bao xếp toàn quốc anh chị em. Mã số 10 ở mã số 9 lộn anh chị em. Mã số 9 là trang vàng lá nhỏ anh chị em. Cây này lùng lực, tai chi cũng đều anh chị em. Chiều cao là 17 anh chị em ơi. Hoành thân này mình tính cho 18 anh chị em. Mã số 9 mình giao lưu với anh chị em là 700 ngàn, mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em luôn. Mã số 10 là trang vàng lá nhỏ anh chị em. Nhà mới có 3 tầng nè mà cây nó đâm chồi sống khỏe anh chị em. Mình mới dám bao sống cho anh chị em đó. Trang này nó dễ trồng mà dễ thấy lắm anh chị em ơi. Chiều cao là 21. Cái này mình chỉ đo hoành cũ thôi anh chị em. Hoành cũ này tính cho 24 đi anh chị em ơi. Mã số 10 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn, mình bao xếp toàn quốc luôn, đổi cây. Mã số 11 là trang đỏ lá nhỏ anh chị em. Cái phôi này mình cắt nó hơi cao anh chị em. Cây này nó có bột, cái củ cũng nở lắm anh chị em ơi. Chiều cao là 21. Tai chi cũng đều anh chị em. Mình đo cái bình cũ này đi. Cái bình cũ này mình tính cho 22 đi anh chị em. Mã số 11 mình giao lưu với anh chị em là 700 ngàn, mình bao xếp toàn quốc luôn, mình đổi cây ha. Mã số 12 là trăng đỏ lá nhỏ anh chị em. Cái này cây này mình nói cho anh chị em là cây này mấy cái chậu đen này là mình xếp cho anh chị em luôn, mà mình đã môi đất ra hết rồi mình trồng về anh chị em để vậy là trồng luôn nha, đừng có môi ra nữa nha. Mình đã phân này kia mình đã trộn xong hết cho anh chị em rồi đó. Chiều cao là 19 anh chị em ơi. Cái này cái rễ mình lắp ở dưới anh chị em mình không có môi được. Hoành thân là 13. Dạ, mã số 12 mình giao lưu với anh chị em là 400 ngàn, mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em luôn. Mã số 14 là trăng đỏ lá nhỏ. Mã số 13 là trăng đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Cái cây này nó có dáng bay nha anh chị em. Củ nở quá trời anh chị em ơi. Cái này là cái phôi trang này là 1 tháng rưỡi rồi anh chị em. Cái này người ta chốt rồi mà trong dùng dịch đem giao không được. Giờ bên nay mình quay lại. Chiều bay nó là 22. Hoành cũ này mình tính cho là 24 nè anh chị em. Và mã số 13 mình giao lưu với anh chị em là cũng 700 ngàn, mình bao xếp thần quốc luôn. Mã số 14 là trang đỏ lá nhỏ anh chị em.
Cái này là 3 tầng rồi anh chị em. Cây nó sống khỏe. Cái này nè mà vô chậu là mình vô chậu này là mình đã trồng cho anh chị em rồi đó. Mua về để vậy là mình về mình chơi luôn anh chị em ơi. Chừng nào mà cây nó lớn thì anh chị em hết hai chậu lớn chút. Để mình đo chiều cao. Chiều cao là 16 anh chị em. Hoành thân mình tính cho 17 đi thôi anh chị em. Mình đo dư không đó. Mã số 14 mình giao lưu với anh chị em là 650.000. Mình bao xếp toàn quốc thôi, mình đổi cây anh chị em. Mã số 15 là mã số 15 là trang hồng phấn xương anh chị em, lá nhỏ. Cái này mình đã vô dây cho anh chị em rồi đó. Nếu mà anh chị em có chốt mà nếu gần á thì mình xếp chậu cho anh chị em luôn. Nếu ở xa thì mình tháo chậu anh chị em để cây nó bể, nó si cây đó. Cây này về mình mua về là mình chơi vừa đó anh chị em, mình bắt đầu nó ra bông nhiều đó. Mình lo chiều đổ xuống đi. Chiều đổ xuống là 94. Mình thân này đâu không được rồi. Mình thân này mình tính ra mười mấy thanh chim đâu không được anh chim ơi. Này nó bự gấp 2 ngón vào cái mình luôn rồi. Này dính ra đây rồi đâu không được rồi. Để mình đo tán ngang. Tán ngang là 54. Cái này là mình mua chốt về là mình chơi luôn anh chị em. Cây cũng già cây lắm này. Cái này mã số 15 mình giao lưu với anh chị em là 1.000.000 đồng. Mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em luôn. Mình đổi cây thôi. Mã số 16 là cây thiên tế anh chị em. Cây này nó cũng dễ sống lắm anh chị em ơi. Mình còn được một cây à. Để qua dịch rồi mình đem về rồi mình giao lưu cho anh chị em thêm. Chiều cao là 37 anh chị em ơi. Mình đo cái cũ. Cũ là mình cho 24 anh chị em. Cây này nó dễ trồng mà dễ sống lắm anh chị em ơi. Và mã số 16 mình giao lưu với anh chị em là 400.000. Bao xếp toàn quốc luôn. Đổi cây anh chị em. Và mã số 15 là cây khế gân đã sửa thành phẩm anh chị em. 17. Ôi, sao lộn anh chị em ơi, sao lộn qua 16 rồi 17. Hôm nay quê lâu quê lên clip rồi hay lộn anh chị em. Cái mã số 17 là cây khế gân mình đã sửa thành phẩm nha anh chị em. Mình đã vô một nước dây cho anh chị em rồi đó. Cái giống này nó không có sao anh chị em. Cái này mình xức keo nó đã lành thẹo rồi anh chị em ơi. Mà dạng khế gân thì nó mau liền thẹo dữ lắm. Cây này nó dáng như con thú nằm với anh chị em. Để mình đo chiều cao cho anh chị em thêm ha. Cái này nó cứng rồi nó lành thẹo không sao hết. Chiều cao là 47. Tán ngang là 60. Đo hoành thân này mình tính cho 24 đó anh chị em. Cây nhỏ mà nó già cây anh chị em. Mình không có môi đế anh chị em ơi. Cái đế nó còn ở dưới á. Cái này nếu mà xếp đi á thì mình rút chậu nha. Nếu mà anh chị em nào có chốt á thì qua giãn cách mình gửi cho anh chị em. Mà như mình xin nói trước cho anh chị em, cái này mình chỉ, nếu mà anh chị em mà có đặt rồi thì anh chị em chuyển cọc cho mình chút ít đặng mình làm tin rồi mình xếp cây cho anh chị em mới được. Và mã số 17 cái này mình giao lưu với anh chị em là 1.000.000 đồng. Mình bao xếp toàn quốc luôn.
số 18 cũng là cây khế gân luôn anh chị em. Cái này mình đã sửa một đứt dây anh chị em ơi. Mấy cái nhánh này á nó sống khỏe rồi, mình đã áp vô nè anh chị em, nữa cho áp vô trong đây nè. Nó mình chỉ áp sơ cho anh chị em vậy đó. Rồi mình đã sửa một nứt dây rồi. Nếu mà có xếp đi thì mấy cái nhánh này thì mình cũng bẻ xích lên chút, đặng mình xếp mình gói hàng cho nó dễ anh chị em. Về anh chị em ấy ra, mình bảo đảm cây sống khỏe luôn anh chị em ơi. Thường chậu, mấy cái chậu mũ này thì mình đi mình gỡ ra đi anh chị em ơi, mình chỉ bón bầu cho cây nó sống khỏe anh chị em ơi. Cái bầu này đi dài đường nó bể liền cái sơ mũ này nè. Để mình đo chiều cao là 54, mình không có môi đế anh chị em, mình lắp đế lại rồi mình nuôi trong chậu. Hoành thân là mình tính cho 21 anh chị em. Mình bao cây sống khỏe luôn. Cái này mã số 18 mình giao lưu với anh chị em là 900.000. Mình bao xếp toàn gốc luôn. Mã số 19 là cũng là cây khế gân luôn anh chị em. Cây này nó cũng có giá 33, mình đã vô một nứt dây nè anh chị em. Mình bao cây sống khỏe luôn, tại vì mình nuôi trong chậu cả nửa năm nay rồi anh chị em ơi. Cây già cây dữ lắm luôn. Mình đã đế nó cũng đẹp lắm, mình cũng lắp đế lại rồi đó. Mà đi thì mình cũng tháo bỏ chậu này, mình quấn bầu đi cho cây sống khỏe anh chị em. Để mình đo chiều cao, đo chiều bay. Dạ, chiều bay là 92. Cây lên trời sống khỏe anh chị em. Hoành thân này mình tính cho 35 thôi nha anh chị em. Cũ nở nè anh chị em ơi. Cây này già cây rồi anh chị em. Nhà mã số 19 này mình giao luôn với anh chị em là 1.500.000. Mình bao xếp còn bức tranh cho em đi. Mã số 20 cũng là cây khế gân lùng lực anh chị em. Cây khế này mình cũng đã vô một nứt dây rồi anh chị em ơi. Nếu mà anh chị em có chốt thì anh chị em chỉ để cọc cho mình chút đỉnh thôi, rồi mình nuôi lại qua giãn cách mình sẽ gửi cho anh chị em. Cây nào ra cây nấy nha anh chị em. Tại mình làm ăn hồi đó giờ là khách đặt cây nào thì mình chốt cây nấy, không có tầm bậy. Như anh chị em coi kỹ đậm chốt cây. Cái này số 20 cây khế gân cũng thường chậu anh chị em ơi. Cái khế này dạng như con thú nằm dài anh chị em. Để mình đo chiều thú nó đi anh chị em ơi. Chiều con thú này là 44, chiều cao là 46. Hoành thân này làm tính 25 nha anh chị em. Cái này mã số 20 mình giao lưu với anh chị em là 1.300.000. Mình bao xếp toàn lúc anh chị em, mình đổi cây nha. Mã số 21 cũng là cây khế gân thùng chậu luôn anh chị em. Mình về được đợt này được có chục cây khế anh chị em. Anh chị em thấy không, nó nổi nu nổi nần, nó cây nó dài dữ lắm anh chị em ơi. Nó ra chi cành mình đã sửa một nứt dây cho anh chị em này. Cái này nó còn non quá, nếu mà mình xếp đi xa mà mấy cái đọt non này nó có
nó có héo chút đỉnh mình cũng không có sao anh chị em. Dạ tại vì cây sống khỏe anh chị em ơi. Chiều bay nó là 73. Dạ hoành thân thì mình tính cho 32 cho anh chị em. Đế nó còn nằm ở dưới mình không có moi nha anh chị em. Đây là mình có bầu cho anh chị em, cho cây nó sống khỏe. Và mã số 21 mình Zalo với anh chị em là 1.200.000, mình bao xếp bao sống cho anh chị em luôn. Ok đấy chưa hả? Mã số 22 cũng là cây khế gân, cái này nó có nó có dáng như dáng mồi đậu anh chị em ơi. Đi xa mấy đợt non này chắc nó héo rồi anh chị em, mà không sao, về mà anh chị em chăm sóc lại là cây nó sống khỏe bình thường. Cái này cây nó thuần chậu rồi. Chiều mình đánh chiều cao là 58 nên anh chị em. Bình thân nó là 29 28 anh chị em. Cái này mình lắp đế anh chị em, không có moi ha. Cái này mã số 22 mình Zalo với anh chị em là 1.000.000, mình bao xếp toàn quốc luôn, bao sống cho anh chị em trong vòng 2 tháng nha. Nếu mà có thắc mắc gì anh chị em kết bạn Zalo thì mình chụp hình gửi ha, gửi cho anh chị em xem lại. Mã số 23 là cũng là cây khế gân thuần chậu luôn anh chị em. Cây này nó một cốt mà nó lên hai thân anh chị em ơi. Mình nuôi trong chậu này nó sống khỏe. Chiều cao là 35. Bình thân là 31. Và mã số 33 này 23 mình Zalo với anh chị em là 1.000.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 24 cũng là cây khế gân thuần chậu luôn anh chị em. Cái này mình đã vô một nước dây cho anh chị em rồi đó. Cây lùm lụp anh chị em ơi. Bây giờ mà kiếm cây mà có bộ đế gì nó cũng hơi khó anh chị em. Mình đã áp đế này, áp rễ nó cũng dính rồi đó anh chị em. Thấy mình chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 58. Hoành thân là 33. Đế nở anh chị em. Để mình đo mặt bầu đi. Mặt bầu là 50. Thì mã số 24 cái này mình Zalo với anh chị em là 2.100.000, bao xếp toàn quốc luôn. Mã số 25 cũng là cây khế gân này lùng lực anh chị em. Cây này mình đã vô một nước dây rồi đó anh chị em ơi. Trái nó nè anh chị em. Cây này mà đặt rồi clip rồi mình Zalo không thành nè anh chị em. Anh chị em chốt rồi đó mà tại trong vùng dịch thôi mình gửi không được. Hôm nay mình Zalo lại. Chiều cao là 65.
chiều dài các em của nó là 107. Cái này đế đặt cho anh chị em. Hoành thân đó mình tính cho này là 42 đen chị em. Đế nở anh chị em ơi. Mặt bầu nó làm 50. Cái cây này nếu mà đi xếp đi thì mình rút chậu mình đóng khung cho anh chị em. Để thôi nó gãy chi cành này nó gãy hết. Mã số 25 mình giao lưu với anh chị em là 3.500.000, mình bao xếp toàn quốc luôn. Để xuống đại đi. Mã số 26 là cây linh sam nha anh chị em, xong tính anh chị em. Cây này mình đã vô dây xong rồi đó. Để gì về mình chơi anh chị em ơi, nó chiều cao. Chiều cao là 35 anh chị em. Mình thân nó là 15 anh chị em ơi. Để mình đo tán ngang. Tán ngang là 57. Cái này mã số 26 mình giao lưu với anh chị em là 400.000. Cái này mình xếp chậu cho anh chị em được nè. Cái chậu mũ nữa sao. Mã số 27. Cái này 26 rồi. Mã số 27 là cây chim nu nha anh chị em. Mai chính thủy chim nu anh chị em. Cây này tai chi nó cũng đẹp. Đặt rồi mình được hai cây đó anh chị em ơi. Khách chốt hết 1 cây rồi còn 1 cây nè. Bữa nay mình giao lưu lại nha anh chị em. Bông nó thơm như là mai chính thủy như nguyệt quế vậy đó anh chị em. Cái này nó còn chậu anh chị em ơi. Chiều cao nó 73. Cái này mình đo hoành thân anh chị em. Hoành thân nằm tính 17 anh chị em. Cây thuần chậu xuống khỏe anh chị em. Và mã số 27 mình giao lưu cho anh chị em là 450.000. Mình bao xếp toàn quốc. Mình xếp chậu cho anh chị em luôn ha. Cái này mã số 28 ngày mai. Mai chứng thủy chinh nu đặng keo đột biến anh chị em. Mình về được có một cây anh chị em ơi. Nó một thân, nó một cốt mà nó lên nhiều thân anh chị em ơi. Nếu mà kiếm một cây mà nó lớn gì là cũng khó lắm nha anh chị em. Nè nó đột biến nó ra là dữ lắm luôn anh chị em ơi. Bông nó thơm dữ dằn luôn anh chị em. Nè mỗi tược là mỗi bông đó anh chị em. Cái này à, mình tính để chơi mà anh chị em à, có mấy anh khách đó yêu cầu mình mới lên cây này cho anh chị em, cho mấy anh nó xem nè. Để mình đo chiều cao anh chị em. Chiều cao là 59. Hoành thân này mình tính 30 nha anh chị em. Đế nó nở đẹp lắm anh chị em. Mình đã lắp lại rồi mình trồng trong chậu. Nó thuần chậu rồi. Một gốc mà nó lên nó chừng mấy chục cây luôn anh chị em ơi. Nó dính liền với nhau luôn anh chị em nè. Dính khắn nó dính liền luôn. Rồi cũng như là nếu mà có chốt thì nếu mà anh chị em mà có chốt thì mình anh chị em chuyển cọc cho mình chút đỉnh nha. Rồi mình sẽ ghi cây nào ra cây nấy anh chị em. Cái này nếu mà xếp đi thì mình rút chậu anh chị em ơi. Dạ mã số 28 cũng là mã số cuối cùng. Cái này mình giao lưu với anh chị em là 3.500.000. Mình bao xếp toàn quốc cho anh chị em luôn. Dạ màn cuối clip xin chúc cho anh chị em một ngày mới dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng.
Cảm ơn anh chị em vừa qua ủng hộ những clip kế trang của mình. Cảm ơn anh chị em. Số điện thoại của mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo anh chị em. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Dạ, mình cũng xin gửi lời đến các anh chị em ở trong vùng dịch được nhiều sức khỏe, đặng sớm trở lại với cuộc sống mới, đặng làm ăn anh chị em. Dạ, hẹn anh chị em tiếp sau sẽ gặp lại. Dạ, chào anh chị em.